Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chúng ta đã thấy thị trường rơi thảm khốc một tuần đỏ lửa, đỏ cây đỏ rất dài. Vậy thì cái nhận định mà mình nói hôm trước có còn đúng không, chính là BTC và ông có đi trong cái kênh giá lớn như này. Bây giờ mọi người nhìn thì cũng biết là đã phá kênh giá rồi đúng không? Nhưng mà nếu như mà bảo bán ở đây ấy, thì mình chắc chắn là mình sẽ không thể mà mình bán ở đây được, và mình cũng không thể là khuyên các bạn là bây giờ bán được. Tại vì cái mức giá này mà là mức giá mà mình cho rằng là mức giá rất là có nhiều người muốn mua vào. Chẳng qua là nó sẽ tùy thuộc vào một số vấn đề như là kinh tế, chính trị, vân vân, vĩ mô thì đấy. Vậy thì khi mà Bitcoin nó giảm này thì nó sẽ có những trường hợp nào có thể xảy ra? Hiện tại là bây giờ thị trường giảm giá như này bởi rất nhiều tin các quỹ phá sản hoặc là những công ty phá sản ở trong thị trường blockchain. Gần đây nhất thì có vụ lùm xùm của Celsius thì mọi người cũng biết rồi, và 2 hôm nay thì lại có nghi vấn là quỹ của Tuyero Capital cũng sắp bị thanh lý tài sản ở trên AVE. Thì đó, những cái tin đó cộng thêm là kinh tế đang xấu làm cho giá xuống rất là sâu. Thì ở mức giá như này là mình nói thật là phân tích kỹ thuật về không ăn thua rồi. Mày đi như này rồi thì còn phân tích kỹ thuật gì nữa, đúng không? Chuyên bây giờ hôm nay anh em ta sẽ chuyển sang một cái phân tích mới, cũng không phải là mới nhưng mà mình đã đề cập ở các video trước rồi. Đây mình sẽ chuyển sang cái gọi là phân tích tâm lý ấy. Đây đây chính là biểu đồ chu kỳ tâm lý của thị trường, thì anh em mình sẽ phân tích cái biểu đồ này thì nó dễ hơn đi, và cũng từ biểu đồ này thì mình mới lý giải tại sao mình không khuyên các bạn bán ở thời điểm này. Đây nhá, chúng ta nhìn nhá, ở trong cái chu kỳ này ấy, thì nó sẽ bao gồm có hoài nghi, hy vọng, lạc quan, niềm tin, phấn khích, hưng phấn là đỉnh đó. Sau đó giảm dần thì xuống kiêu căng, lo ngại, phủ nhận, hoảng loạn, đầu hàng, phẫn nộ và cuối cùng là chán nản. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục một cái chu kỳ như hồi trước. Thì bây giờ để xem chúng ta đang ở đâu nhé. Nhìn vào cái biểu đồ này các bạn nghĩ chúng ta đang ở đâu? Hưng phấn thì chắc chắn là ở đây à. Hưng phấn thì chắc chắn là chúng ta đang ở đỉnh à. Là hưng phấn chúng ta chắc chắn là đang ở cái đoạn đỉnh này rồi. Tiếp đến, nhưng mà bản thân mọi người nhìn nhá, đỉnh ở đây là hưng phấn rồi giảm dần nhá, nhưng mà mình thì lại cho rằng hưng phấn không phải là ở đỉnh này đâu, mình lại cho rằng hưng phấn thực tế là ở cái đỉnh thứ nhất này này đó. Mình lại cho rằng hưng phấn của thị trường này bắt đầu từ đỉnh thứ nhất này, sau đó là giảm dần, thì chúng ta mới thấy tiếp tục là gì? Kiêu căng. Cái ý nghĩa kiêu căng là chỉ là điều chỉnh một chút để giá có thể tiếp tục tăng nhá, đúng không? Sau khi điều chỉnh giá lại tăng lên, ồ tăng lên và chúng ta thì phá cái đỉnh cũ luôn. Như này thì làm cho mọi người trở nên quá tự phụ, quá kiêu căng. Tiếp đến là lo ngại đó, lo ngại thì lại là một đợt sụt giảm tương đối mạnh, bởi vì nó làm cháy cháy những cái lệnh margin call và thị trường xuống nhiều. Đáng lẽ chúng ta nghĩ là có thể xuống ở đây để điều chỉnh lên tiếp nhưng mà thị trường xuống nhiều hơn đó, thì đây chính là cái chu kỳ lo ngại này. Tiếp đến phủ nhận, tôi đầu tư vào những dự án tiềm năng giá sẽ trở lại thôi. Vậy thì sau khi giảm mạnh này, đó đi lên cái đoạn 48.000 này, đây mới chính là giai đoạn phủ nhận này. Chúng ta nghĩ là ồ không phải là downtrend đâu, chúng ta đang đang quay trở lại mà thôi, đây chính là giai đoạn phủ nhận. Và sau giai đoạn phủ nhận đó chính là hoảng loạn, hoảng loạn, ồ bán bán đó, có nghĩa là toàn bộ khu này của chúng ta hoảng loạn. Thì trong cái giai đoạn mà hoảng loạn cả đầu hàng này này, nó là cái giai đoạn bán xuống, các bạn thấy không, nó không có điểm dừng nào cả mà nó cứ thế đi thẳng xuống thôi. Từ hoảng loạn đến đầu hàng là đi thẳng xuống, hoảng loạn, hoảng loạn đầu hàng. Bây giờ chúng ta ở giai đoạn đầu hàng rồi, mà đầu hàng đấy nó gần như là cái đáy rồi, đúng không? Thì bây giờ
Chúng ta đang ở đầu hàng rồi. Tôi thì tôi cũng không biết được rằng có thể đầu hàng ở phẫn nộ này thì vùng này nó sẽ xem nhau, nhưng mà tôi thì tôi không biết được rằng chúng ta đang ở đầu hàng hay phẫn nộ. Nhưng mà tôi thì tôi đánh giá là chúng ta mới chỉ đang ở đầu hàng thôi. Tại vì tôi vẫn đi tham gia vào các hội nhóm, mà cũng có lướt Facebook, lướt Twitter, lướt nhiều mạng xã hội thì tôi vẫn chưa thấy nhiều câu chửi thề lắm, cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở giai đoạn hoảng loạn đầu hàng, nhiều khả năng là đang ở giai đoạn đầu hàng. Đầu hàng còn phải bao giờ mà anh chị em và các bạn đi lướt các trang mạng xã hội và thấy nhiều câu chửi thề hoặc là mất niềm tin rồi thì khéo lúc đấy mới chính là giai đoạn phẫn nộ đấy. Đấy, phẫn nộ chán nản. Còn bây giờ chúng ta ở đầu hàng, mà đầu hàng thì có nghĩa gì, là đáy rồi. Đáy thì ai bán làm gì, đúng không? Đó, cho nên dựa vào biểu đồ tâm lý thị trường này thì tôi cho rằng chúng ta đang ở giai đoạn này cận đáy rồi, không nên bán. Thế, thị trường chỉ cần một thời gian nữa là hồi phục thôi. Và nhớ rằng nhá, sau khi hồi phục nhá, những cái mức giá rẻ này sẽ rất nhanh biến mất. Thật sự là như vậy. Ở cái chu kỳ giảm năm 2018 chúng ta thấy đấy. Khi mà hoảng loạn, đầu hàng, chán nản thì chỉ có một thời gian thôi, rất ngắn, nhớ nhá, rất ngắn thôi. Từ tháng giữa tháng 12 cho đến giữa tháng 3, chỉ có 3 tháng thôi. Sau 3 tháng đấy thì sao? Thị trường tăng trưởng cực kỳ mạnh, tăng trưởng trở lại mạnh. Vậy thì chúng ta đang ở hoảng loạn rồi. Thì thôi bây giờ mọi người tốt nhất là không nên bán ở thời điểm này. Ưu tiên chuyển vốn sang những con coin tốt và đóng máy đi chơi. Đó. Rồi sau này trở lại chơi chat thì tính sau. Thì hôm nay ngoài việc phân tích biểu đồ chu kỳ tâm lý thị trường cho mọi người để có một cái nhìn đỡ sợ hơn một tí và rõ ràng hơn, cụ thể hơn một tí, thì tôi sẽ xin được phân tích 5 đồng coin layer 1, top top 5 đồng coin layer 1 của thị trường ấy, mà có bạn là bạn gì nhỉ, hình như là bạn thích hay sao ấy, bạn có comment ở kênh YouTube là phân tích 5 đồng coin top 1 nhá. Thì tôi sẽ phân tích 5 đồng coin top 1 nhá. Và hôm nay phân tích 5 đồng coin top 1 này thì mọi người sẽ có cái nhìn hay lắm. Sẽ thấy nhiều thứ rất là khác nhau nhá. Bây giờ tất nhiên 5 đồng coin top 1 thì ở đây tôi kể là Ethereum, BNB là 2, Solana là 3, AVAX là 4 và 5 là FTM. 5 đồng này tôi xếp thứ hạng là từ trên xuống dưới đây. Thì bây giờ chúng ta xem thử từ dưới lên trên chứ nhá. Biểu đồ của FTM này. Đây là biểu đồ đến tuần của FTM sau khi đạt đỉnh từ 3.2 thì nó giảm xuống là 0.21 rồi, giảm rất sâu đúng không? Đây là biểu đồ của AVAX cũng đạt đỉnh 144, bây giờ giảm xuống 15, giảm cũng gần như là 10 lần, giảm rất sâu. Và đây là biểu đồ của Son đạt đỉnh 206, giảm xuống 27 cũng gần 10 lần, rất sâu. Đây các bạn thấy nhá, ba biểu đồ này nhá, giảm cực kỳ sâu, giảm đến 10 lần, giảm xung quanh ngưỡng 10 lần. Đó, các bạn thấy biểu đồ giống nhau không? Đều đồng cây đi thẳng, cụp xuống, giá giá đi theo kiểu thẳng một cây tuột xuống. Solana thế, giá đi theo kiểu thẳng một cây tuột xuống. Bây giờ chúng ta thử ngó qua biểu đồ của hai hệ sinh thái tôi nghĩ là dẫn đầu hiện nay là ETH và BNB nhé. Mọi người nhìn xem, giá cũng tất nhiên là đi thẳng cụp xuống thôi, nhưng mà chúng ta nhìn xem đỉnh 650, bây giờ 200, tức là chỉ chia ba hơn một tí thôi. Đó, ETH đỉnh 4.500, 4.700, 1.000, con này chia nhiều đấy, phải chia 4,5 lần đấy. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta vẫn không, bởi vì chúng ta vẫn chưa được rơi như là ba cái đồng này, ba đồng này rơi gần 10 lần. Và cái việc mà ETH rơi sâu như này tôi nghĩ là nó đa phần đến từ việc là thanh khoản. Đó chính là sợ hãi do cái việc phá sản đến từ các công ty và các quỹ do việc ký gửi ETH để mà vay, nên là gây ra sự hoảng loạn và lo sợ của toàn bộ thị trường, làm cho cái việc bán tháo mới rơi sâu xuống như này. Vậy thì tất nhiên là tôi sẽ không nói đến việc là giá cả sẽ quyết định chất lượng của một hệ sinh thái, nhưng mà qua cái việc mà giá cả thì chúng ta có thể thấy rằng là hệ sinh thái nào mà nhiều người đang nắm và muốn nắm giữ, thì rõ ràng là cái sự muốn nắm giữ của Binance Coin sẽ nhiều hơn là Solana hay AVAX hay FTM.
tương tự là ETH cũng muốn được nắm giữ nhiều hơn cái buy này, nên tôi không nói là ETH sẽ kém hơn BNB nữa, bởi vì cái việc giá nó ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố lắm, chứ không phải là cứ giá thấp hơn là hệ sinh thái kém hơn. Nhưng mà qua giá thì chúng ta thấy là cái hệ sinh thái nào đang được các nhà đầu tư nắm giữ nhiều và muốn nắm giữ nhiều hơn thì mà không bị bán mạnh ấy, không bị bán trong hoảng loạn ấy, thì tôi thấy là hiện tại đang đánh giá cao nhất là BNB đó, sau đó là đến ETH và cuối cùng là ba cái hệ sinh thái này thì gần như nhau thôi. Mà giá thì đấy cũng không thể phân tích được nữa rồi, bởi vì bây giờ chúng ta thấy là thị trường hoảng loạn như này, ai dám nói phân tích kỹ thuật hồi được đến đâu, là ai dám nói là sẽ hồi được đến đâu hoặc là rơi được đến điểm nào thì dừng nào, chắc chắn là chẳng ai nói được. Mà chúng ta chỉ cần biết rằng là ở đấy chúng ta đang ở cái cuối chu kỳ rồi, đang ở khu vực hoảng loạn đầu hàng rồi, thì phải bớt hoảng loạn, bớt đầu hàng thì chúng ta mới có thể là tạo những cái nền giá mới và phân tích được. Còn nếu mà muốn phân tích để mà các bạn bảo là bắt buộc phải cho một cái điểm gì đấy, thì tôi cho rằng là nếu như so nhá, sau khi hoảng loạn xong xuống cái vùng giá nào thì tính sau, nhưng mà để mà hồi lại được ấy thì giỏi lắm là hồi được vùng từ 40 đến 49 đấy, xung quanh 40-49. AVAX thì cũng vậy, AVAX thì hồi lại được từ 23 cho đến 30, khoảng xung quanh cái khu vực đấy 20-30. FTM thì sao? FTM thì cũng vậy, giỏi lắm hồi lại lên được từ 0.35 đến 0.6 nếu như hồi khỏe. Còn tôi chả thấy có một cái gì để mà cho thị trường này hồi cao được. Chỉ có những đồng mà tôi kỳ vọng hồi cao nhất thì chính là Bitcoin thôi. Có nghĩa sau cái đợt hoảng loạn lần này thì có thể là giá sẽ đi đấy, ngang dập dìu như này để cho sau cái chu kỳ gọi là chán nản đấy thì sẽ hồi lại, thì Bitcoin lúc nào tôi nghĩ là Bitcoin sẽ hồi trước, sau đó thì mới đến các coin top rồi altcoin. Thì đó, thì bây giờ chúng ta chắc chắn là không thể nào mà phân tích được gì rồi, bởi giá cứ giảm như này, mỗi ngày giảm mấy trăm điểm như này thì chúng ta lấy gì để phân tích bây giờ, ở vùng nào bây giờ là vùng hỗ trợ cứng bây giờ, rất là khó đúng không? Nếu như bảo cho điểm thì tôi vẫn cho điểm được, nhưng mà tôi không thể nào mà chắc chắn đảm bảo là đến đấy thì nó dừng được. Còn nếu như cho điểm thì cũng cho điểm được thôi. Chỉ có điều là anh em mình bây giờ phải biết rằng là đó, thị trường đang rơi vào cuối chu kỳ của hoảng loạn đầu hàng rồi. Thì thôi, tốt nhất là bây giờ mình không bán ở cái vùng đáy này làm gì. Hơi bán vùng đáy. Mình chờ hồi mình bán, chờ hồi mình lướt, lướt rồi lại mua lại. Đối với những coin đầu tư mình dài hạn thì lên như thế thì tốt hơn. Đó là cái nhìn nhận của tôi về thị trường, đấy cũng là cái phân tích của video của hôm nay. Thôi, nếu như có anh em nào có câu hỏi thắc mắc hay là cần hỗ trợ gì, hoặc là video sau muốn làm thêm về cái gì thì cứ comment ở dưới và ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.